bạn là ai kinh nghiệm công việc của bạn như thế nào à, <laughs> à mình là uy lê à, mình là một diễn viên hài độc thoại và giám đốc sáng tạo của Sài Gòn Téo à, kinh nghiệm công việc là mười mấy năm làm uh, thiết kế đồ họa chỉ đạo nghệ thuật marketing brand manager à, nói chung là mấy thứ liên quan tới quảng cáo à, và bây giờ thì là diễn viên hài yeah. <laughs> tại sao bạn đến với công việc này y đến cái công việc này là tại vì uh, thực ra trước đó nó là một cái thói quen uh, đi buổi, mỗi buổi tối mình sẽ đi đêm và mình sẽ uh, đi diễn một cái quán bar nào đó không ai biết. Tại vì mình nghĩ đó là một câu lạc bộ tiếng Anh uh, cho đến khi mà may quá là bắt đầu có những người biết và có những người thích mình và tự nhiên mình cũng nhận ra là mình hồi xưa nghĩ là một người hướng hướng nội thì không thể nào mà nói trước công chúng được nhưng mà khi mà được đứng trên đó và được nói những cái sự thật của mình theo một cái cách rất là hài hước thì thấy là uh, cái này giống tôi hơn nè. Uh, và sau đó thì được biến nó thành nghề nữa thì càng tuyệt. Cho nên bây giờ nó đang thành nghề của mình. Tạm gọi như vậy những tháng nào có tiền. Khoảnh khắc bạn nhận ra đây chính là công việc mà mình muốn làm? Khoảnh khắc Uy nhận ra đây là công việc mình muốn làm là khi mà nhóm Sài Gòn Tết được thành lập tại vì lúc đó thì mình không làm một mình nữa chứ ngày xưa mọi người biết là đi thi đi thi hài độc thoại ở nước ngoài đi nữa thì mình cũng sẽ đi một mình và về một mình và sau khi đi về cầm xong một cái bằng khen thì cũng không ai quan tâm là mình vừa mới làm gì á thì đến cái lúc mà mình nhận ra là mình làm hài độc thoại bằng tiếng việt mình có những người bạn đồng nghiệp mình có khán giả mình có những người quan tâm là uh, tuần này có cái video nào hay không và có những người đến xem cái show của mình thì mình thấy là à, hình như bây giờ mới là lúc mình đang thật sự làm cái nghề này à, và cái lý do đó mình thấy thích thì mình làm tiếp <laughs> cho đến bây giờ nội dung đầu tiên giúp nhiều người biết đến bạn là nội dung gì và cảm xúc khi đó như thế nào à, à, nội dung đầu tiên mà chắc là nhiều người biết uy nhất là một cái video hồi xưa lắm rồi chắc hai năm trước rồi à, nói về chuyện à, à, trung tiện <laughs> À, lúc đó tôi đùa cái gì ta tôi đùa là à, mà nếu mà à, ai mà đi đại tiện ngoài công chúng thì rất dũng cảm là đại nhân hay gì đó à, không biết tôi đó tôi dẫn cái gì đó. còn nếu mà người nào mà đi tè trong cộng thì là tiểu nhân nhưng mà người nào mà bạn dám trục tiện cái bên thì là ít trung nhân hay gì đó ờ à, cái câu đùa đùa vớ vẩn vậy thôi nhưng mà hình như đó là video đầu tiên nhiều người thấy nhiều người biết và sau đó mọi người mới đặt tên cho mình là thằng thánh chơi chữ hay cái gì đấy à, từ lúc đó tới giờ thì đã nhiều thứ thay đổi rồi mọi người đừng đánh giá tôi trên nội dung đó nha nha <laughs> 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 khoảnh khắc bạn nhận ra ảnh hưởng của những gì mình đang làm lên người khác chắc là khi mình bắt đầu nhận được những cái tin nhắn À, những cái comment mà nó dài Hai ba trang A4 Để mà họ nói về cái cảm xúc của họ Khi mà họ xem một cái câu chuyện Một cái video của mình Đó cũng là hai lúc Mình có hai cảm xúc Cảm xúc thứ nhất là cảm động May quá là mình uh, Truyền đạt tới những người như vậy Nhưng mà cảm xúc thứ hai là bắt đầu sợ Tại vì Mình đang nói cái gì Mình nói có đúng hay không Có những ai đang xem video của mình Có bé nào vị thành niên hay không <laughs> Các bạn sẽ hiểu cái gì Thì lúc đó mình nhận ra là công việc của mình Nó có một cái tầm ảnh hưởng không không quá lớn nhưng nó vẫn đủ quan trọng để mình cẩn thận hơn với những cái thứ mình làm Làm sáng tạo nội dung là phải chia sẻ một phần cuộc sống cá nhân của mình cho cả thế giới. Điều này có đúng không? Và nếu mà có thì bạn có sợ điều đấy không? Đúng và không Uy nghĩ là nếu mà mình là một người sáng tạo mình có thể chia sẻ nó theo cách của mình Và Uy cũng là một người khá là kính tiếng cho nên là Uy cũng không cảm thấy có nhu cầu phải thể hiện rất là nhiều thứ ngoài quan điểm của mình Uh, cách nhìn của mình trong những cái nội dung hay độc thoại tại vì bắt buộc nó phải chân thật uh, sợ thì có sợ uh, sợ nhất là cảm giác mình là một người hướng nội nhưng mà lâu lâu có người sẽ nhận ra mình ở ngoài đường và sẽ bước ra nói với mình những câu rất là lạ lùng mà ngộ một cái là tôi có những người người fan những bạn fan rất lạ ví dụ như là mình đi ăn sushi cái xong mình ngồi mình ăn cho đã cái mình bước ra có ba người chào mình nó chào anh cảm ơn anh chào anh Huy Lê bạn nó nhìn mình với một ánh mắt như thế này tôi biết anh là ai đó anh đừng anh đừng trốn thoát anh không trốn thoát được đâu <laughs> thì cảm giác của một người hướng nội sẽ hơi đáng sợ nhưng mà khi mà mình đã quen với nó rồi và mình biết là có nhiều người họ quan tâm tới mình thì mình cảm thấy biết ơn và mình hy vọng là mình có thể làm nhiều thứ hơn để cái cái sự ảnh hưởng của mình nó tốt mình không muốn có ảnh hưởng xấu tới ai cả <laughs> phiên bản mà bạn thể hiện ra với khán giả và con người thật của bạn thì có giống nhau không có và không thực ra uy nghĩ là cái cá tính của y sinh sân khấu sẽ là một cái gì đó khá là um, nó là mình nhưng mà nó sẽ khá là mạnh <laughs> nó sẽ khá là mặn <laughs> mặn ở đây có nghĩa là mình mình sẽ hơi um, mình sẽ rất cố gắng thể hiện những cái góc nhìn mà nó nó, nó sâu nhất nó có thể hơi hơi dữ tợn à, đôi khi có thể nó hơi 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 sâu lắng hơi hơi trầm nhưng mà mình nghĩ là làm một diễn viên thì mình phải có khả năng truyền đạt những cái cảm xúc đó mình thích những cái cảm xúc mạnh à, thì mình sẽ hay làm như vậy còn ngoài đời thì mình khá là mọi người thấy ở đó rất là bình thường <laughs> Cũng không phải là một người ghê gớm gì lắm Như là mọi người hay sợ Tại vì Uy phải nói vậy Tại vì rất là nhiều người tiếp cận Uy Sau khi xem rất là nhiều video của Uy Sau đó ra ngoài đời Không dám bắt tay mình <laughs> Nghĩ là mình giữ lắm à, Tôi không giữ tới vậy đâu mọi người Cảm xúc của bạn khi lần đầu đối diện với sự phản đối hay đánh giá tiêu cực? À, <laughs> rất nhiều giai đoạn. À, đầu tiên là mình sẽ buồn. À, tại vì đâu có ai mà vui hay là đâu có ai cảm thấy rất thoải mái Khi tự nhiên có một ngày mở máy lên và có 100 người hoặc là một 000 người chửi mình đúng không mọi người Nhưng mà sau đó thì khi mà mình thật sự mình tiếp nhận những cái thông tin đó Thay vì là những cái cảm xúc Tại vì đôi khi mình phải nhận ra là có những người đang đang comment những cái câu đó trong một ngày mà họ cũng có một ngày tồi tệ họ vừa trải qua những thứ gì đó không hay cho nên tự nhiên mình là một cái bia rất hoàn hảo cho chuyện đó, cho những cảm xúc đó nó văng ra thì sau khi mà Uy tiếp nhận những cái thông tin đó thì lại thấy là ờ, có cái gì đó để mình cải thiện có cái gì đó để mình phát triển và mình lại là cái người có cái tính là mình không né, mình không trốn những cái câu, gọi là những cái cái phản hồi mà nó tạm gọi là mọi người gọi là tiêu cực hay là trái chiều mình lại rất là say đắm <laughs> mình sẽ đọc rất là nhiều mình sẽ nghe rất là nhiều tại vì mình biết là cái đó là một cái thứ cần thiết để mình làm tốt hơn cho nên uh, riết chắc nó cũng nờn, ha <laughs> chắc nó cũng quen một khoảnh khắc mà bạn cảm thấy muốn dừng lại nếu mà nói có thì cũng không phải là không có nhưng chưa có cái nào đủ mạnh để mà suy nghĩ là nó nó phải nhắc tên gọi tên được ngay bây giờ, ấy, cho nên có thể nó sẽ là một ở, ở trong tương lai. <laughs> Còn hiện tại thì uy vẫn thấy mỗi ngày ấy, nó có rất là nhiều thứ nó xảy ra mà mình không lên kế hoạch được, tại vì mình đang làm việc trong một cái cái thị trường nó nó không có và mọi thứ đều mới, mỗi ngày mình phải học một thứ mới. Uy chưa muốn dừng lại là tại vì may mắn mình có những người bạn đồng hành với mình mà họ luôn luôn Truyền cảm hứng cho mình Và họ làm cho mình tin được Là mình đang theo đuổi Một cái gì đó đúng ừ, Cho nên là chưa Nhưng mà không biết à. Hai ba năm sau để xem <laughs> Gia đình có ủng hộ Khi bạn theo đuổi công việc này hay không? Ngày xưa thì không nha. Cũng không phải là không mà ngày xưa thật ra là gia đình Úy cũng không biết rõ cái này là cái gì ấy. À, thì biết là ừ thì đêm đêm tối tối nó hay đi về trễ tại vì nó hay đi ra uh, mấy quán bar ngoài bệnh viện. Nhưng mà sau này thì khi mà cái công việc của mình uh, bắt đầu có nhiều người biết tới hơn, nó cũng có khán giả, nó cũng có những cái dấu ấn nhất định thì thì dĩ nhiên là bố mẹ rất là ủng hộ nhưng mà đồng thời cũng lo lắng. À, sẽ có những lúc là con con cẩn thận lại ăn tiếng nói chút xíu. <laughs> Nói này được nói kia nha Thì mình rất là biết ơn vì cái chuyện đó Tại vì mình được uh, gia đình ủng hộ Bạn có lời khuyên nào cho các bạn trẻ Muốn theo đuổi việc trở thành một stand up comedian Hay là trở thành một người sáng tạo nội dung Chắc lời khuyên lớn nhất của y là Cứ hãy chân thật với bản thân mình á, uh, Đừng có làm những thứ Mọi người nghĩ là nó Vui với ai hay hấp dẫn với ai Hay là cố gắng Chèo kéo cái sự chú ý từ đâu đó Hoặc là học theo một cái hình mẫu nào đó Mình đã thấy, tại vì cuối cùng thì những cái đó nó sẽ chỉ dẫn mình đi được xa lắm chắc một hai năm nhưng mà mình sẽ không có đủ cái lửa để mà mình đi xa hơn à, nếu mà mình tin vào những giá trị của chính mình và uy nghĩ là câu này vẫn rất khó tin uy đi đi dạy rất nhiều lớp về hài độc thoại và mỗi lần Uy hỏi cái câu là ở đây ai tin là mình hài hước do tay lên thì thường là không ai do tay cả. <laughs> thì đó là một cái điều mà uy rất là muốn thay đổi tại vì uy thấy là mọi người đều có cái sự hài hước riêng, mọi người đều có cái duyên riêng và cái bước đầu tiên để mình khai thác được cái đó là mọi người tin vào nó. sau khi tin vào nó rồi thì nhiều khi nó cũng sẽ chưa vui <laughs> nhưng mà mình sẽ bắt đầu học những thứ rất là kỹ năng, rất là chi tiết, rất là cách làm công thức cách thể hiện gì đó và lúc đó thì mình sẽ được thể hiện đúng cái mình có ra với mọi người chứ không phải là tạo ra những cái sản phẩm vay mượn nào khác. À, thì thì nghĩ cái đó mới là cái cách đi bền với lại nghề stand up comedy hay là sáng tạo nội dung. Hy vọng mọi người sẽ tin vào bản thân mình nhiều hơn.